Nó quay sang đây thế này rồi, được chưa? Tinh thần sẵn sàng chưa? Nhắm mắt nào. Mọi người có thấy tiếng kêu không? À, sao quái quá đấy nhỉ? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao TV. Mọi người còn nhớ chiếc lều huyền thoại của anh em mình không? Đấy. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào em ơi. Hôm nay anh em mình vừa gọi là trang trí lại chiếc lều Dubai của anh em mình. Nó gọi là lều gì nhỉ? Lều này gọi là lều à đâu? Nhà chống chuột nát. Nhà giấy, gọi là nhà giấy. biệt thự. Hôm nay nó mới chính thức thành biệt thự này. Đấy, anh em mình đầy đủ tiện nghi luôn. Đầy đủ tiện nghi. Hôm nay anh em mình sẽ làm một clip gọi là 24 giờ. À nhầm. 24 giờ. Ừ. 24. Ừ thì 24. Đấy, sống trong ngôi nhà này để tồn tại được trong 24 giờ trong ngôi nhà này thì cái điều đầu tiên anh em mình đã làm buổi sáng rồi. Là đi. Rồi, để em review nhà mình cho mọi người xem. Ờ đấy, bây giờ Ma Đệ sẽ review từ nhà nhìn vào trong đó. Đã thấy hai bộ salon phát. Salon. Salon đỉnh cao ấy, đấy, sổ ăn nằm ngủ nghỉ thoải mái, đấy, dựa tay vào như kiểu là hoàng thượng ấy, đang gọi là phát lệnh cho các đệ tử ấy. Đấy, rồi. Còn nhắm ở dưới chân là một thảm đỏ cho hai ông hoàng. Còn bên cạnh này, đấy, có tủ lạnh đồ ăn luôn nhé. Đấy chưa? Không bao giờ sợ chết đói, cắm điện dòng điện ra đây luôn. Mọi người có thấy đầy đủ không? Này, cá này, ăn trưa này, ăn tối này, me nấu canh cá này, thạch đá này. Rau này, xúc xích đây nữa nhá. Xúc xích này, đấy, rau má này, nước ngọt rau này, nước ngọt này, bia này, nước để nấu này. À. Anh em mình sẽ, đây là món gì? Dạ dày bò. Đấy. Nói chung là anh em mình sẽ ăn ở trong này và không đi ra ngoài, thế nên là đã chuẩn bị đầy đủ. Đấy. Đóng điện có nhé, điều hòa thiên nhiên nhé. Đây nữa này. Đây nữa này. Bếp từ này. Đấy, bếp từ nhá. Nồi niêu này. Nồi thôi. Mọi người thấy gì đấy chưa? Đấy. Chỉ cần như vậy là khả năng là sẽ sống. Nhưng cái chỗ của anh không ổn. Tối đi lạnh thế này. Tối lạnh là anh em mình sẽ nằm thảm đỏ. Hoặc là ghép đôi hai cái ghế này chập vào nhau để anh em mình nằm và đắp chăn. Đấy, mọi người thấy ok nhá. Còn gì cần giới thiệu nữa không nhỉ? Chắc mình ngôi nhà này thì chắc mọi người đã biết hết rồi. Quá đỉnh. Đây hiện tại là 7 giờ 11 14 tháng 3 nhá. Đấy, anh em mình sẽ thử thách sống ở trong ngôi nhà này 24 giờ. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Đơn giản. Hả? Đẹp không? Anh ơi, đơn giản. Huy, đấy. Sướng cực bây giờ ở trong một ngôi nhà gọi là, nếu mà để mà nói tính về mét vuông thì khả năng sẽ được khoảng tầm 2 mét vuông. Good. Hơn đấy. 4 mét vuông. Hơn tầm 4. Tầm 2 mét rưỡi thôi. Chỉ tầm 2 mét rưỡi vuông đấy nhá. Mà mọi người thấy nó giống biệt thự không? Ấy, quên. Cửa sổ đây, giời ơi. Anh mở cửa sổ tầng 1 nhá. Bắt đầu rồi, cái que đâu nhỉ? Cái ở ngoài ấy. Đây, lấy cái que này tạm tí nữa. Tí nữa lấy cái que ở dưới kia chống lên, đấy. Cái này nó mới giống cái ngôi nhà ấy. Đấy, thấy chưa? Nó phải có cửa sổ. Đấy, cửa sổ bên phải nữa. Đấy. Và bây giờ anh em mình, nói chung là bắt đầu rồi. 7 giờ 12 rồi thì đến 7 giờ 12 ngày 15 tháng 3 anh em mình sẽ kết thúc trò chơi. Trừ khi gọi là nếu mà trời nó mà ủng hộ, còn trời mà mưa thì khả năng là hơi khó. Hơi khó vì sao? Vì ngôi nhà này nó không chống được mưa, chỉ chống được muỗi, gió, nắng. Đấy. Thế nên là hơi khó nếu khi trời mưa. Bây giờ
chẳng có gì việc gì làm nhỉ. Anh em làm gì nữa nhỉ? Để mà nói bạn ngồi trong này hết 24 giờ là cũng ăn đi, ăn đi. Tí nữa ăn. Đây nhá, ăn trưa anh em mình sẽ có cá này, ăn tối có dạ dày này, xúc xích này, trứng gà. Ơ, trứng gà nay tao nhét đâu nhỉ? À đây. Đâu nhỉ? Không, chết rồi, anh quên trứng gà rồi. Quên trứng gà rồi. À, rau này thôi, nói chung là thế là đủ rồi. Thế sẽ chia chia nhỏ đấy ra. Còn có mì tôm nữa mà. Đấy. Thế nên là sẽ chia nhỏ các bữa. Bây giờ làm gì bây giờ nhỉ? Chán. Chơi từ không? Chơi PUBG không? Chơi PUBG. Nào. Ok. Chiến. Hay là em mày anh tải lên quân solo không? Hả? Solo không? Không. Chơi PUBG. PUBG á? Chơi game. Em mình PUBG Ruby. Sẽ... Lưu hành cùng chương trình này. À, lưu lưu hành cùng. Ôi, lưu lưu. Rồi 30 bắn này. Chả thế. Anh chả là anh lao vào đầu nữa mà. Mày rui tao lao làm gì? Anh lao vào anh phải công cho từ chứ. Nếu ném được quả bom mà chứ. Thế sao không bảo? Em ném mấy quả mà tặng cái xúc xích cho đỡ đói nha mọi người. Này. À, xin chụp ơi. Vâng. Bắt đầu đi. Một vàng gì? Phục thù. Từ gì mà lại cũng top 1 nha mọi người nha. Lấy cái top 1 cho mọi người xem nhá. Mọi người chia sẻ đây, chia sẻ đây. Like và xem, mọi người cho một cái like nhỉ. Ui, 30 mắt xem rồi. 30k mắt xem rồi, mọi người cho một cái like đi. Anh ơi, đừng lọc một cái. Từ anh em mình sẽ lấy một cái top 1 nhá. Để tặng mọi người nhá. À, mọi người muốn xem trực tiếp không? À. Hả? À, hoắc cái cơm luôn nhá. Bánh gà. Ôi giời, mà ăn uống ngon á nha. Ơi, con nhìn lại mọi người cách bắn 4 ngón trên PUBG Mobile nha. Theo em đi. Ừ, sao sao à? Ok. Rồi. Rồi. Nút bắn của mình sẽ nằm ở đây. Nút ngắm ở đây. Đấy, nhảy ở đây. Rồi nha, tí nữa có súng cái em sẽ cho mọi người xem gọi là mình bắn PUBG Mobile đỉnh như thế nào. Siêu vết đấy. Đây, ngắm ở đây này. À, bắn ở đây. Anh chị em vươn tới, vươn tới hầm không? Bắn ở đây, đảo ở đây này, hả? Ôi, chơi game mà từ sáng chán đói lắm rồi mọi người ạ. Bây giờ là đến giờ ẩm thực trong túp lều trại. Gọi là đến giờ ăn trưa đấy mọi người nhá. Rồi, từ từ. Anh sẽ hôm nay sẽ chuẩn bị cho mày một gọi là bất ngờ. Xả nồi ơi. Xả. Đầy đủ hết, đầy đủ hết. Đây. Bếp điện nhá. Mình phải chơi hàng hàng xa xỉ, hàng nóng. À đây này, ngồi đặt lên đây ăn cho đu bài. Ôi, cháy người đấy. Cháy nào được. Cháy được hả? Cháy nào được. Đây. Đây, để lên đây. Được không? Hiểu. Thế quay kệ nhỉ, anh nhỉ. Siêu hết đấy. Ai? Sợ, hoàng thượng. Hoàng thượng giá lao. Nào, bật. Đấy này, nào hôm nay mày, trưa nay mày thích ăn món gì? Món này, đây này. Trong tủ có cái gì đã? Đây nhá, trong tủ có thịt đấy. Rất nhiều đồ. Mọi người thích anh em mình ăn món gì trước? Anh không mang cơm rồi. Ở cái nồi cơm đâu? Mà không cần cơm để thức ăn rồi. Cá nhá. Sao bà không ăn con cái kia hả? Ăn cái kia là cái gì? Cái rau á. Cái này tối, cái này thì tối. Tối á. Rồi ăn rau đây, cá cái. Cái măng me này.
Ờ, cá nấu mè đi. Đấy, cá nấu mè nhá. À. Ok em yêu ơi. Ngon đấy. Nào bây giờ à đây lấy nước á. Nói chung là hơi không đầy đủ một chút cho lắm nên là có ăn là tốt rồi mọi người ạ. Bắt đầu chế biến món đầu tiên trong trong lều nha mọi người nhé. Ẩm thực lều. Rất là phải, nói chung là ở trong này phải sạch sẽ, tối hôm kiến nó vào chiếc tuổi. Đấy. Nổi lửa lên em. Ngon hả? Đấy. Mùi rất đâu ấy. Nào mày thích ăn chua không? Có, một quả me này. Có tóc à? Đấy. 2 3 4 5 Nó tất là chua lắm đấy. Thôi tầm này đã tí nữa đủ chua thì đấy. Nhưng cái mình bình tĩnh nhỉ. Bình tĩnh nhỉ. Quên. Hôm nay hơi thiếu sót. Nồi cơm mọi người. Nồi cơm. Mình đã định là nấu cơm ở trong này luôn rồi đấy. Nhưng mà quên mất. Hơi tắc trách một tí. Mệt thế nhỉ, ở trong này mệt mỏi nhỉ. Mệt mỏi gì? Thả được ra ngoài kia thì bắt cho ăn chuồn gà, chú gà ăn. Thế thì để luôn cái nhà đây ở đây, xong rồi nếu mà sao thích ở đây ở, đây. Tối ngủ nghe. Đấy, bây giờ bắt đầu bữa ăn trưa của anh em mình nhá. Nó hơi tỉnh toàn một tí mọi người ạ. Hơi đấy vì không chuẩn bị đủ gia vị. Không được cái bàn. Trong 24 giờ thế nên là không được ra ngoài. Đấy. Đáng nhẽ ra nấu sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà anh em mình ăn sẽ ăn như ăn lẩu luôn nhá. Rau đây, đầy đủ á. Có đồ nhúng luôn đây này. Có gì? Đây. Đây cái đấy nhúng luôn. Này. Đấy nhá, đặt lên quả dừa của mày. À, cho không, cho lại đặt lên quả dừa. Cho nước dừa của mày vào nhá. Vâng. Cho nước dừa vào cho. Đấy. Thế mày đợi nó một tí, rồi xối lại. Cho thơm. Đó, nó tắt điện. Tắt gì? Đấy, hút cá hơn là rau. Nhưng mà cá hơn lá rau. Có cá đấy. Ướp rồi. To lên nó sôi. Rụt cá nhé mọi người nhé. Đấy, đồ nhúng này. Gọi là đây là dạ dày nhá. Chén luôn. Chén luôn. Chén luôn. Chưa tỉnh toàn, hơi tỉnh toàn. Nước chua ngon lắm. Không chuẩn. Tiếc ảnh trắng ngang nổi cơm già. Quên. Bây giờ đứt lưỡi chung là hơi thiếu anh thốn một tí. Hay là gọi điện thoại cho người thân. Không được. Nào ăn cẩn thận không rớt nha, tí tối ngủ chưa ngủ kiến nó vào nó đốt cho thì mày chết. Hãy nó chả chín nhỉ. Nào. Đợi một tí nó mới chín. Đấy. Cái này là chín nhanh này. Wow. Mời tất cả mọi người nhá. Cái này chín rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Đây là sách bò. Quá. Cái bò có đặc trưng ở hơi. Nó ngon mà. Giòn nhanh nhỉ. Ăn uống phong cách Dubai. Thế làm tí rau má cho nó mát ruột, rau má rất là mát mọi người nhé. Mình rất là thích rau má. Đây. Dubai thì nó phải có cái này nữa này. Tí nữa em muốn con cà. Ngon. Đấy. Mời mọi người hụt bia nhá. Quá là tuyệt vời mọi người ạ. Thế mà thưởng thức một bữa ăn như thế này gọi là hơi bị ô van kê đấy. Ok đấy. Để mà chuẩn bị được
ngôi nhà này và tất cả những đồ đạc của anh em mình khá là vất vả. Ngon chưa? Quên mất. À, ngon ngon bông bỏng ngon ngon nè. Biết thế ta chuẩn bị con vịt om mê như kiểu vịt om xấu á. Quả đấy thì hết rồi. Anh nhưng mà cái gì là mà anh có thử danh, có sinh tồn. Cái sinh tồn đây thử thách không? Nhưng mà mình chuẩn bị đầy đủ thì mình vẫn là ngon. Đúng. Anh cơm mới làm chặt cho vào. Mày không thấy đây nó khác gì khách sạn năm sao không? Này. Mới làm khượng. Gọi là như kiểu Dubai mọi người nhá. Nếu mà chuẩn bị được đồ này mà giá đồng nữa thì úi giời, siêu Dubai. Hay hôm nay làm thử thách 24 giờ trên lưng trâu. Dạ. Ủa? Lưng bò, lưng trâu. Lưng trâu cơ, bò nó không cho con, không cho con cưỡi đâu. Trò hết. Bò này mày cho cưỡi mà. Rồi, cá chín rồi. Đặt đấy. Con cá rô phi anh em mình đi câu ở hồ câu ấy nhá. Đợi một lúc nó mới chín. Chín rồi. Quá là Dubai. Sách này. Cá rô phi ngọt lắm. Sách bò. Cá rô phi ngọt nhanh à. Vừa ăn nó chín dần là ngon nhất. Chứ để ăn như mọi khi. Nói chung là ở trong này hơn 18. Không làm gì nhưng mà cũng khá là đói. Chắc chẳng có gì để làm gì, cứ nghĩ đến ăn uống. Mọi người có thể thử sống ở đây một ngày. Nếu mà được đi lại ra ngoài nữa thì chắc là tuyệt vời hơn. Bây giờ à, không cần. Đấy, xà, xìu phết đấy. Ăn cơm em, nước cơm em ngon ngả ngọt này. Chua chua. Ôi, một túp lều chanh, ba trái tim vàng. Ơ, trái tim thứ ba đâu rồi? Nó đi là ăn. Nó đi đang tiện ăn cướp bò. Ơ, vẩn. Đây, 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 vào đây. Vào đây. Nó biết cấm điện rồi. Anh em mình ơi, không dám lại nữa đâu. À, con chó của mình nó không dám vào đây mọi người. Tại vì những chỗ thạch này nó không dám vào. Đây là cấm địa ở đấy, không được ai vào đâu. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Như kiểu là gì nhỉ? Là phong tỏa corona ấy. Nếu mà như thế này mà trốn corona thì chắc là ok đấy. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ được đi qua đằng đằng sau cái đằng trước cái nhà này thôi. Hình như mày này. Chỉ đi viết đóng hết cửa sổ này. Đóng làm gì? Corona nó không lây qua không khí. Thật á? Nhưng mà anh phải chuẩn bị khẩu súng cơ. Cái gì? Ai bước vào cửa nhà này bắt bắn luôn, bật ra. Không như... có gì chết đấy. Làm như bên Triều Tiên đấy nhỉ? Ai mà bị bệnh hay là kia mà không chịu đấy á, bắn bỏ. Nói xấu lãnh đạo, bắn bỏ. Chặt đầu. Trốn sang Hàn Quốc, bắn bỏ. Đúng. Cái nước đấy kém đấy, không được đi nước ngoài ấy. Ca sĩ hát mà hơi sexy một tí, bắn bỏ. Ai lại bung phép. Thật. Nói xấu lãnh đạo nó còn đem đi chặt đầu cơ mà. Bắn bằng 12 quả đại bác cho tan xác mà không biết à. Cái ác nhỉ. Ăn rau muống nói chuyện thế giới thế. Tao nghe nói thế, đọc báo thì không biết. Chứ báo chẳng hề nó biết sai. Báo chả sai.
thử bảo lá cải. Ơi, bảo ngày trước à, anh em mình còn đi tù mấy năm cơ mà. Ngày xưa là con bảo anh em mình đi tù cơ mà. À, vụ thịt chim mọi người. Người ta bảo anh em ta mau đi tù. Thịt nhầm với người ta hay chả có sai sót. Đúng rồi. Như là rút kinh nghiệm từ những YouTuber khác làm nhà bằng ống nhựa với ống hút với lại kia, nên là anh em mình làm nhà bằng giấy vừa thân thiện với môi trường, vừa gọi là đẹp, vừa Dubai nữa. Vừa giống hoàng thượng nữa. Ngon đấy. Anh cầm một cái sách lá chưa à? Thằng à, nó ở rất là mỡ, ăn ngon. Cái này còn ăn tối nữa đấy nha. Tức là anh em mình sẽ cố định phải cố gắng ăn được hai bữa. Bữa trưa này, bữa tối này. Nếu mà cảm thấy trưa nửa đêm đói quá thì có thể ăn xúc xích. À mà mày ăn hết xúc xích rồi. Còn một chiếc. Có thể ăn rau xào được. Còn cảm giác mà thấy khó khăn quá thì có thể ăn tối xong rồi ngủ một phát đến sáng. Uống nước canh. Chiều hết đấy. Đợi tí cho chín anh, úp lại cho nó chín anh ạ. Chín rồi, cứ ăn dần đến những cái đoạn chín là ngon. Thế nó mới ngon. Nào anh em mình phải làm một cái nhà trên cây. Khó lắm đấy. Ta chả gì thật làm. Bằng kỹ sư bao năm chẳng nỡ vứt bỏ cái thiết kế. Thế mà có cái nhà giới này mà anh làm nguyên một ngày, đấy là có cả sự giúp đắc lực của em ấy. Chẳng mất một ngày. Mày tưởng làm nó đơn giản ấy. Ai thể xây được nhà một ngày bao giờ không mọi người? Chỉ có it's me. Iscow. Ngon quá nhỉ. Ăn nó rõ ràng. Nhưng mà anh ơi, thì nó ăn trong mình chơi gì nhỉ? Hãy chơi game à? Anh không mang điện sạc điện thoại rồi. điện thoại tao trâu lắm, yên tâm. Nếu mà chuẩn bị đầy đủ quá thì nó không còn gì là thử thách đâu. Nó phải thiếu thốn có ấy đâu. Chả như hôm nay quên trứng nè. Khét anh ơi, tao điện ơi. To quá. Nhỏ. Khét. Đấy đâu nhỉ? À. Cá. Hơi cháy một tí. Cá cháy. Không được gì. À, nay nói đến đâu nhỉ? Nếu mà chuẩn bị đầy đủ quá thì nó không còn là gì cả. Hôm nay nếu mà chuẩn bị đầy không đủ. Không phải là khăn nữa. Chuẩn bị đầy đủ á? Phải có sạc này. Sạc điện thoại này. Cơm này. Nồi cơm điện này. Được ống chấu này. Vịt ôm mẹ luôn. Đó. Gì đấy nhỉ? Cà chua, những cái đồ gia vị để nấu lẩu với kia ngon. Đó. Nhưng mà hôm nay anh em mình tành toàn thế này thôi. Gọi là thế là Dubai nữa này. À, cũng phải của anh gọi. Được, anh gọi đây. Rồi. Người yêu cũ. Trời ơi, người yêu cũ nghe làm gì? Điều à? Anh làm gì có người yêu? Mày biết ngày xưa tao nhiều người yêu cũ đến như nào? Riêng mà là đám cưới tao nhá, người yêu cũ đã chiếm gọi là nửa số mâm của bạn bè. Kinh không? À, mày chẳng phút đấy. Trời
thấy là nhiều vớ đấy. Thế nhưng mà tao lại mời có mỗi đứa thôi. Còn đâu bọn nó tự đến. Nào. Điều. Điều gì? Làm gì có mời mà người ta đến? Trời, nhiều người đến lắm. Đến gặp mặt lần cuối chứ. Chắc anh lại giãn. Đến gặp mặt lần cuối. Giãn rồi. Nói chung là cũng giải quyết hết được con cá mọi người ạ. Nhưng mà cái này chắc là tối không ăn được nữa rồi, nó cháy mất ở dưới này. No rồi. Cho ra cửa sổ. Đổ ra cửa sổ, tối còn lấy nồi thì nấu tiếp. Cho. Anh nổi ra cửa sổ kia, cửa sổ này là cửa sổ tâm hồn. Ra ngoài cho ỉu nó chén đấy. Để là đây. Giờ lại sắp xếp nguyên vị trí như cũ. Tí nữa chị dạ tối. Tối đói lại bác dạ ăn rồi. Ăn no rồi uống nhé. Sau cái này túc tiệp mà anh em mình sẽ tiếp tục gọi là phần tiếp theo của câu chuyện. Cất đồ. Cất rau. Tối lại triển khai tiếp. Hết rồi. Cái này cứ để nguyên đây. Ui anh ơi, lấy chi à? Lấy chi ra đây móc. Có chi ở đâu? Ui tiếc thế. Ăn lõi dừa ngon lắm. Dọn sạch đây. Lõi dừa ngon mà. Đấy, tấm ra ngoài này luôn mọi người. Tí nữa hết chương trình là anh em mình sẽ. Bây giờ mày biết đến chương trình gì không? 12:41 đến chương trình. Đóng cửa lại. Đi ngủ. Trả luôn. Em ngủ trên ghế. Mày ngủ trên ghế á? Ừ. Ngủ đây ngon hơn, sướng hơn. Thế tao ngủ thế này. Anh em mình sẽ đến giờ ngủ trưa. Khó ngủ lắm. Có ngủ lắm. Khó ngủ thì chỉ có tắt điện không nhỉ? Mà thôi, để điện cho nó. Anh phải đóng cái cửa lại. Chưa làm cửa đâu mà đóng. Trật tự nhá, tắt hết các thiết bị âm thanh đi nhá. Bây giờ phải tắt chuông đi. Không là sẽ bị người khác gọi điện và sẽ không ngủ đến tối được. Chứ chờ đến tối lâu lắm. Khó ngủ lắm. Đúng đấy. Đi về cái gì? Đây chỗ này. Đây chỗ này thì tối mới định ngủ trên đấy á, có ngủ được cứt đấy. Này. Thôi em chờ bay anh này. Đây. Đây dọn chỗ ra mà ngủ. Đây. Nằm đây. Tí mà mò xuống lại đẩn đẩn tao ra mất giấc ngủ của tao nhá. Không chịu. Ngủ trên này nó phải sung sướng. Chán thế. Dậy đây. Vào đây. Dậy đây. Dậy đi, tối rồi. Ôi giời ơi, đẹp hết con rửa của tao rồi. Còn nước không? Ít hơn nước à? Dậy đây. Tối rồi. Tối rồi. Dậy, tối rồi. Tôi chẳng ngủ đi, thì còn dậy. Ngủ thì trưa, bây giờ chiều tối rồi đây ông nội ạ. Không ngủ được một tí, ngồi chán quá dậy chơi điện tử trước đây. Anh nằm bó được bỏ mũi, ngủ. Rời ạ. Nói chung là mình ngủ từ trưa để dậy từ lúc nào nhưng mà mau đệ vẫn buồn ngủ. Chả cho mình chơi dậy bắn PUBG này mà không ngủ. Chơi để tí nó tối đi, hết pin rồi tối ngủ trời. Gần hết pin rồi. Hiện tại là gần 6 giờ, gần 6 giờ nhá mọi người nhá. Chán quá. Ngủ trên cái ghế đau lưng lắm. Dậy à, kiếm ăn uống tiếp đi. Ôi, đau lưng á, nổ lưng rồi á. Chắc tung. Không có trò gì chơi nhỉ? Mày có trò gì chơi không? Lấy đâu trò gì, có nhân điện thoại.
Hồi đây chơi đấy. Chả biết chơi cái gì. Châu. Hả? Đây đi. Ui. Ui. À, châu. Chơi bi lô không? Chơi gì? Bi. Chơi lô bi ấy. Bi em đi để từ sáng này. Ok. Lúc nào trong người cũng có đạn nhỉ? Bắn chim. Lúc nào trong người cũng có thủ sẵn gọi là... À. Ok. À, bây giờ em bắn chim. Ám sát à? Hát miếng nước mà. Anh ơi, em thấy người trong miền Nam người ta chơi hay lắm. Nào nhỉ? Bảy này. Bảy này. À, nào thế là chơi. Chơi, để tao đào lỗ cho. Nào. Đào lấy này. Cạnh một thi ở đây ra. Thảo. Đây, chơi ở đấy thế này nhưng mà đào một cái lỗ ở đây nhé. Cấu một cái đi. Những cái gì? Siêu vết đấy. Này. Chơi. Nào, từ từ. Từ từ. Đào lỗ đã. À, không biết con nước chưa còn nước không nhỉ? Hết rồi. Đi góc đi. Anh lấy gót chân vào mà khuấy. Từ từ, đào nhỏ thôi. Chơi lỗ thật là nhỏ mọi người ạ. Chứ không chơi lỗ to, chơi khó nó mới chuẩn. Chơi dễ. Mẹ ăn mèo. Chúa. Em ra ngoài. Tối còn ngủ. Chỗ tối còn ngủ. À, chúa. Đấy, nó xay đi nó mới tròn. Ôi nhưng mà bẩn chân tao. Bẩn cao luôn. Hết trò. Đấy. Chân tối chơi, nằm chơi, đây. Chơi. Từ từ, chơi gì? Chia. Chơi gì? Chơi bi lô. Búng tay. Không, đau. Bi có cái gì chặt mũi được không nhỉ? À, đây. Chặt cái bi ở đấy. Xé cửa sổ. Làm một tí cửa sổ mọi người. Rồi. Cái này là mũi, là vỡ mũi. Vả. Hả? Cái này là vả. Ờ được, vả nhá. Vả. Làm nào. Chia. Em bị đỏ này. Đấy, chia đôi ra. Mỗi người một đôi nhá. Một đỏ. Một. Một đôi luôn đi. Vàng. Bốn. Ba. Vàng. Nhanh lên. Đấy. Xanh. Hai, bốn, năm. Đúng rồi. Đều phép nè. Nào, ngồi xa ra. Đấy. Nhá, bên này của tao khó hơn sao ấy. Tạo vào lồ xong rồi bắn nhà. Đấy nhá, bây giờ thằng nào vào lồ. Vào đây. Thì mà thằng sau không vào ấy thì thằng vào lồ sẽ phải bắn tiếp. Chúng bi kia thì sẽ ăn. Ok. Còn hai người không vào thì lại đánh lại. Tại anh nhà anh phải duyên tận ghế. Đây, tao đặt đây. Tao đặt, tao không dúi. Mày không được dúi. Đấy. Mày không được dúi. Nào. Nào. Chuẩn bị nhá. À thôi mày cho mày đi trước. Ôi ôi. Vượt rồi. Ôi, hao hao giống nhau. Chỗ tao khó. Em tay bi điện thoại này. Ui. Bắn trúng bi tao mới được, không được dúi. Ai ơi. Ôi. Bắn bi rồi. Bắn bi rồi. Ờ thôi, bắn bi khác. Sao mà bắn bi khác? Chúng bởi, đáng nghe vào lồ được. Vào phải bắn trúng. Ui. Ôi trời. Cái chỗ này của tao nó mâm mô. Chỗ này của em là gì? À. Một gang. Ăn luôn đi rồi. Hào hào thế. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Phải thế nào cho đau nhỉ? Chủ. Ôi. Đó, lại, dạ. lại. Này, chơi bẩn vừa thôi. Ôi, này để im. Để im. Của mình khó hơn. Ôi.
anh kéo rồi. Ây. À, nhẹ, nhẹ. Sẽ có phát. Đau mới đấy. Bây rồi. À. Tôi nghe không ổn rồi mọi người, kèo này không ổn rồi. À, trượt. Ui. Ui rồi. Quá. Ơi mày thế, mày thế. Ui mày. Mày chơi bẩn đấy, mày gần đấy. Gần khỉ ấy. À, sao không vào được phát nào nhỉ? Em mày đổi bi. À, tạm chơi kể. Ui. À, cái chỗ này của tao nó vồng đây xong đấy xuống này. Ui. Nào. Nó tan vào xong lại gọt. Này mày phải đặt đấy nhá, nhớ tao vào. Nhớ tao vào. Trượt. Nhớ tao vào, tao còn bắn mày chứ. Ấy, em thật quá anh nhỉ. Kiểu gì cũng được bắn nữa. Bắn đi, bắn cho tao rồi. Mày à, một gang. Ấy. Đây, một gang đã nghe được gõ đấy nhá. Không. Đây, đây. Sao lại đây? Đây. Nhưng đây, tao không dúi đâu. Xin xin, đang lưu đấy mà xin. Bắn nhẹ quá, nào. Này mày chơi dúi à? Ôi thôi mày chặn mất được. Anh đi kia mà đi với bố. Ui. Ui. Đấy, khó phát, vả ra thằng này kiến gọi là hết mất dạy luôn. Ui. Tạm chuyển cái. Ui. 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 Ấy, lúc này bắn nhét thế mày nhỉ? Ăn xuân. Đây này này, ở đây á. Ở đấy nó lăn, nó không, dừng được ở đấy à? Tay. Đây, đây. Nó dừng được ở đấy à? Nhớ chơi bẩn vừa thôi. Nào. Nào mày bắn trúng được không? À, chơi bẩn thật. Chơi. Chơi bẩn à? Nào, đi này. Sát cái mặt vào đây, sát vào đây. Tai không gì. Đau à, tí nữa đau. Ui, này anh không được nhấc lên. Chị bẩn. Này, lùi lại. Đấy. Rồi, bắn đi. Ui, em thấy đấy. Em thấy đấy, đỉnh cao của em. Ai, đỉnh cao vẫn là mãi mãi. Ai, bắn này nhá. Vậy vả cho nó. Ui, lấy mất ai đi. Rồi mất tí nữa cũng được dùng con khác. Con này con điện thoại của em. À, tao vào rồi nhá. Điêu. Tao vào này, rồi. Em chưa nhìn thấy. À, bẩn. Chơi bẩn thế nhỉ? Tao bắn vào rồi. Không, em chưa nhìn thấy. Ấy. Nào. Đi chơi đấy. Ôi, anh bắn gà lắm. Tao phát vào. Mây. Phát đây thì có vào trượt được. Mà. Ê. Này, ôi, đây, 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 đây. Đây, cửa lỗ ở đây các bạn. Đâu mày bắn chưa? Mày ai? Này. Mày à. Không chơi nữa. Không chơi cũng phải chịu phạt. Rơi cái mặt ra đây. Đó. Ráo. Bỏ cái tay. Đưa cái tay đây. Rồi, nhắm mắt lại không? Ai? Đâu. Tao có đầu nhá. À, từ từ. Nào. Em cứ đi chơi tích cần á. Nào. Nào, quay sang đây thế này rồi, được chưa? Tinh thần sẵn sàng chưa? Nhắm mắt nào. Ai? Ai? Đâu ơi? Em cả thủ anh mắt ơi. Mọi người có thấy tiếng kêu không? Ui. Nào, im. Ai? Ui. Ui. Hòa. Ui. Ui. Nào. Ê. Ui. Nào 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 nào. Ai không dúi. Chưa đấy. À, ui. Trượt. Trời ơi. Mây à. Này. Chơi bẩn à? Hả? Chơi bẩn thì phải đi nấu cơm. Thua, chịu thua phải đi nấu cơm. Đói quá, không chơi nữa đâu. Đói quá. Đây.
xem có gì ăn nào. Chứ bẩn thật. Ê, mình vào trước. Cho chai nước nào, đưa chai nước này. Cắt cơn. Mà tao chẳng muốn ăn cơm, tao chẳng muốn ăn mấy cái món kia cả. Dạm ăn cái. Ngấy. Kiếm mấy cái này. Ui. Ủa chi à? Chi đâu? Thôi lấy cái đũa. Thôi không phải đũa. Đấy, cho thêm lấy đũa cho tao. Chơi bẩn thật, thua văn cuối, bỏ chạy. Đấy, làm đấy, tối anh em mình lại ngủ lại chỗ này. Ôi, không bỏ Huy ra. Ngọt thế. Đang khát. Mời tất cả mọi người nhá. Không dám vào. Ở đây nó vào, ở đây nó thấy đẹp quá, nó lạnh đi, nó không dám vào. Vào đây, vào đây. Vào đây, ngủ đâu? Đi ra, vào đây, bẩn đây. Này chó thì mày còn bẩn hơn chó là chó gì em chạch, em chó nhảy. Chó thì mày chạch mà lại toàn bọ ve. À bọ chó. Không có. Đây là món huyền thoại nha mọi người nhá. Thạch đá. Ê răng à. Ê răng à. Tối nay chả phải ăn đâu, cứ đêm dậy ăn. Đêm gì ăn, nhưng mà phải có trò gì chơi. Ngồi sáng lắm. Thôi tính ra mình ngồi xem phim vậy. Mà ăn vừa không muốn kiểu đấy. Ờ đấy. Chuẩn mọi người. Không đói thì không nên ăn. Không là lại phải đi ra ngoài. Đáng nhớ mà ngủ dậy em mà nhớ kiểu luôn đấy. Anh quét cho em. Nguyễn không mang cái thìa. À cái muôi, à muôi lại dính. Thìa phải thìa. Dính nước canh cá. Này. Bẩn. Ai mà bắn bi với mày thì bẩn. Hiện tại thì nhà mình đi ngủ hết rồi mọi người ạ. Nói chung là... Ngày tối sao vẫn anh ạ? Giờ khá là muộn rồi. Ở trên kia vẫn còn đang đầy hàng xóm. Hát karaoke ngay hàng xóm. Ai xa? Con nhỉ? Nóng nữa. 21:37 mọi người nhìn rõ không? 21:37 rồi. Trên kia họ đang đấy quá. Uống nước lạnh không? Có. Vậy là chỉ còn một giấc ngủ nữa thôi. Vậy là anh nói như kiểu là giao thừa ấy. Vậy là một giấc ngủ nữa thôi anh em mình sẽ hoàn thành cái thử thách 24 giờ. 24 giờ ở trong gọi là biệt thự nhà vườn này. Thôi chuẩn bị chăn chiếu. Nam ơi, ngủ trên hay ngủ dưới nào? Thích ngủ trên ngủ dưới à? Dưới. Hôm nay karaoke nghe miễn phí sẽ ngủ nhá. Anh ngủ trên đi. Không, ngủ dưới chất. Nào, đây nằm đấy nhá. Ngắn nằm đấy nhá. Tao nằm trong. Sao anh không nằm ngoài đấy? Thôi đến giờ đi ngủ, bây giờ chỉ qua một giấc ngủ nữa là anh em mình sáng mai là đến 7 giờ dậy phát. Không, không, anh đi mà nằm ngoài đi mà đấy. Mày một mẩu thế này, chỗ này là vừa. Không, anh đi mà nằm ngoài mà đấy. Nằm ngoài tao phải co chân à? Mà nó trêu em sao? Trêu cái gì? Tắt điện đi để ngủ. Không, gối đầu nào nhỉ? Đây, gối đầu. Đừng có tắt. Để điện này mới ngủ được. Tắt điện nhá. Ma nó đấy. Tắt điện đi. Không, đừng tắt rồi. Đây này. Chỗ này vướng cái tủ lạnh. À mà để điện đi không muỗi chết mọi người ạ. Xịt. Cắn của em. Tao một nửa. Em. Ai, quấn ghê đấy nhỉ. Thi quấn không? Thi quấn không? Nào, thi quấn không? Nào. Nào, thi quấn không? Thích thi quấn không? Mày chơi khôn đấy, mày lấy cả chăn làm đệm ấy. Thế thì ai làm gì được đắp? Đấy, thế này được rồi. Không lạnh, thế lạnh chứ. Tao cứ ngồi lướt phây, lúc nào tao ngủ thì tao ngủ vậy. Phây mới cả việc. Em nằm mới ấm.
Anh ơi, sợ có trộm không? Trộm gì? Hay là đi răng bẫy đi? Không, ngủ đi. Răng thì đi ra ngoài à? Ngủ đi. Ngủ nhé. Em hay dậy sớm gọi em nhé. Anh gọi mình muộn muộn thôi, cũng gọi em sáng sớm thôi, em hay buồn ỉa lắm. Muộn muộn mới gọi nhé. Không gọi bạn em ỉa luôn đấy. Vui quá. Ra. Ui ôi. Ui giời. Ui hồi thế. Mẹ con chó. Ui. Dậy đi. Ui giời, gần trưa rồi. Dậy, gần trưa rồi. Dậy, gần trưa rồi này. Hơn 8 giờ, 9 giờ đến nơi rồi. Mày làm gì trong đấy ấy? Đây. Dậy đây. Gần trưa rồi này. Sao anh đạp em vào đấy? Điền sao đạp đâu mà đạp. Chó đi. Đôi đang quen nằm đây mà. Chó đến mặt tao hối quá. Rửa mặt đâu? Thôi vào súc miệng, đánh răng rửa mặt thôi. Ai anh vào máu? Gần trưa rồi. Thôi, clip này mình xin phép kết thúc ở đây. Thôi xong kìa. Nói chung là ở một ngày ở trong này khá là tuyệt vời mọi người ạ. Trải nghiệm ở trong gọi là khu resort gì nhỉ? Nhà giấy. Nói chung là biệt thự nhà giấy của anh em mình khá là ok. Anh em mình quyết định sẽ giữ lại khối tài sản này để sau này còn sử dụng mỗi khi trái gió trở trời. Đấy. Nhưng mà anh ơi, hả? Lần sau là không được giữ cái tủ này ở đây đâu. Sao? Cái này là thử thách sinh tồn với này, nghỉ mãi mới được cái. Không, cứ để nguyên đây, lúc nào anh em mình vào đây ở đấy, đi ra đi vào thoải mái. Làm mỗi cái cửa nữa để tránh chó nó vào nữa thôi nhé mọi người nhé. Làm cái cửa ở đây để cho chó nó không vào được là ok. Thôi, xin chào tất cả mọi người. Có ỉa. Chào tất cả mọi người nhá. Em bị ỉa.